cũ nhất nhất di trần các hàm pháp giới đây là loại viên dung vô ngài pháp giới là đại vũ trụ di trần là tiểu vũ trụ là vật nhỏ nhất trong vũ trụ chúng ta nói một đơn vị trong một hạt di trần có cả hiện tượng của vũ trụ Không phải chỉ nói đến hiện tượng tin tức ở trong đó Những thứ này hiện nay khoa học tiến bộ Chúng ta học tập Phật Pháp cũng giúp được rất nhiều Cái lớn này có thể rút nhỏ tại một điểm không? bây giờ chúng ta đã nhìn thấy quý vị xem hiện nay đang dùng thẻ nhớ kỹ thuật số thẻ nhớ này lớn khoảng bằng móng tay út chắc là chưa bằng chỉ bằng một phần bụng móng tay út này hiện nay ta thấy rất nhiều thẻ nhớ trong đó lưu giữ rất nhiều tư liệu chúng ta dùng máy ảnh kỹ thuật số ở bên ngoài chụp không biết bao nhiêu ảnh Nhưng thầy nhớ đó chỉ lớn tí ti đây thôi Lớn không bằng cái móng tay Nếu ta đem ảnh lưu trong đó Đem nó phóng to để lên trên màn hình Không phải rất giống cảnh thật ở bên ngoài sao Cho nên trong một di trần cũng có thế giới Khoa học mà so với Phật Pháp thì còn kém xa Trong Phật Pháp một di trần là một tí xíu thôi Nhưng trong đó có cả vũ trụ Điều này khoa học kỹ thuật còn chưa làm được Có người tặng tôi bộ địa Tứ khổ toàn thư một bộ tứ khố toàn thư rất lớn nó rất dày và giống như một bộ đại tạng kinh một ngàn năm trăm cuốn nhưng có thể thu gọn lại thành bao nhiêu đĩa mười mấy đĩa mười mấy đĩa một tay là cầm đi được Một bộ tứ khố toàn thứ này Muốn bỏ trong phòng nhiếp ảnh cũng bỏ không hết Nhưng chỉ cần mười mấy điện Là chứa đựng toàn bộ và bao hàm ở trong đó Chúng ta cảm thấy thật không thể nghĩ bàn Nhưng trong Phật Pháp vậy Trong một di trần có hư không Pháp giới So với khoa học kỹ thuật hiện nay Cao minh hơn rất nhiều Phát minh của khoa học kỹ thuật Không so sánh bằng Tự tánh vốn đầy đủ Các hiện tượng này Cho nên Ấn Độ không làm khoa học kỹ thuật vì sao? vì họ cho rằng thiền định vừa qua khoa học kỹ thuật lợi ích của thiền định vừa qua khoa học hiện nay không biết bao nhiêu lần, mà khoa học còn có tác dụng phụ. Còn có phát sanh sai lầm Thiền định chắc chắn không có hiện tượng này Không có tác dụng phụ Từ trong thiền định khai ngộ Sau khi khai ngộ Không chỉ là biết hết tất cả Ở sau còn có một câu Vô sở bất năng Không có gì là không thể Có thể đột phá không gian duy thứ Thì cử ly không còn nữa Trong các bạn đồng học Có nhiều người từ xa đến nên quý vị cần đến công cụ giao thông Như máy bay, thuyền, tàu lửa Cần những công cụ giao thông này Còn phải buông ba dọc đường rất cực khổ Mới có thể đến được đây Nếu quý vị có thần túc thân Thì không gian không còn nữa Ý niệm vừa nghĩ đến Thì đã hiện thân ở đây rồi Tốc độ của thần túc thông quá nhanh Thân tướng này ở nơi đó diệt rồi Thì ở đây hiện tiền Hầu như là nó đến cùng một lúc Thân thể ở đó không nhìn thấy Thì ở chỗ này đã xuất hiện rồi Không có cự ly Mà chính là ở tại đây Không có trước sau mà ngay lúc này Thử hỏi đây là đạo lý gì? Pháp tảnh viên dùng Chính là đạo lý này Nói là viên dùng Nó là thông đạt vô ngại Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy Hoa tạng thị giới sở hữu trần Nhất nhất trần trung kiện Pháp giới trong mỗi hạt di trần đều nhìn thấy Pháp giới viên mạng Nên thật đúng một là tất cả Tất cả là một Một di trần chính là Biện Pháp giới hư không giới Mỗi một hạt di trần đều là Biện Pháp giới hư không giới